loạt sao nữ lang hài đội dáng cũng gợi cảm quyến rũ chẳng kém ai. Buka chính nhờ sở hữu cách diễn duyên dáng, gương mặt đẹp không gốc chết cùng thân hình thon thả không kém siêu mẫu, nên Buka được fan hâm mộ ưu ái đặt cho danh xưng hot girl làng hài. Buka cũng rất biết cách tận dụng các bộ trang phục với những đường cắt xẻ gợi cảm nhằm khoe dáng chuẩn eo thon. Cô nàng cũng từng bật mí mình được rất nhiều nhãn hàng săn đón làm gương mặt đại diện. Gương mặt đẹp không gốc chết và thân hình thon thả như người mẫu của Buka khiến fan không khỏi xuýt xoa. Buka cũng từng bật mí rằng cô đang được rất nhiều nhãn hàng săn đón làm gương mặt đại diện. Nam Thư sở hữu vóc dáng chuẩn đáng mơ ước nên Nam Thư được cho là người đẹp nóng bỏng bậc nhất làng hài Việt. Bên cạnh lối diễn duyên dáng đi vào lòng người, Nam Thư còn khiến fan phải bất ngờ khi rất chăm diện những bộ váy khoe đường cong mỗi khi xuất hiện. Thân hình gợi cảm của Nam Thư cũng là lợi thế cho cô trong nhiều tiểu phẩm hài. Điển hình như trong vở Nghiêu Sò Ốc Hến, Nam Thư vào vai Thị Hến vô cùng bốc lửa, gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Thân hình gợi cảm quyến rũ của Nam Thư là lợi thế cho cô trong nhiều tiểu phẩm hài. Nam Thư nổi lên như một hiện tượng mới của làng hài phía Nam và được đánh giá là lớp nghệ sĩ hài trẻ tài năng tiếp nối Thúy Nga, Việt Hương. Diệu Nhi, có thể nói Diệu Nhi là cái tên dẫn đầu trong đường đua vóc dáng của các sao nữ làng hài. Người ta thường chú ý tới Diệu Nhi bởi tính cách lầy lội tưng tửng, thế nhưng ít ai để ý tới thân hình vòng nào ra vòng nấy của cô. Ngoài việc gắn bó với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu, Diệu Nhi còn rất chăm chỉ chụp hình khoe trên mạng xã hội. Và không thể phủ nhận cô nàng này rất biết tận dụng các góc chụp thần thánh để tôn lên đường cong của mình. Khải Như sở hữu thân hình quyến rũ cùng lối diễn xuất vui nhộn thông minh nên cô dễ dàng trở thành một trong những diễn viên hài được săn đón nhất miền Nam. Với tài hoạt ngôn, sự hài hước theo phong cách riêng mình, Khải Như đã tạo nên sự mới lạ và độc đáo, không lẫn với bất kỳ phong cách của một nghệ sĩ nào. Tuy ít khi khoe ảnh lên mạng xã hội nhưng cô nàng rất biết cách chăm chút cho vóc dáng của mình và luôn gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện. Với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, Khải Như thể hiện thần thái tươi trẻ, nhan sắc quyến rũ khó cưỡng. Thu Trang, đầu tháng 4 Thu Trang có chuyến du lịch Hàn Quốc. Khác những lần trước khi đăng hình trên trang cá nhân, lần này cô đeo khẩu trang kín mít. Tiếp đó về nước, Thu Trang xuất hiện với gương mặt trẻ trung hơn trước, đặc biệt là sự khác biệt ở vùng mắt và trán. Điều này khiến khán giả nghi vấn nữ diễn viên đã sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, quay trở lại với màn lột xác về ngoại hình một cách ngoạn mục, Thu Trang ngày càng nhận được sự ủng hộ của khán giả. Danh xưng Hoa hậu hài ban đầu được Thu Trang mang ra để gây cười cho khán giả, nhưng sau đó lại được khán giả hưởng ứng rất nhiệt tình và trở thành một đặc sản gắn liền với tên tuổi của nữ diễn viên. Hoa hậu làng hài cho biết đã sử dụng phương pháp tiêm mỡ từ thân lên mặt và các mí mắt để có gương mặt trẻ hơn. Nhan sắc hoa hậu làng hài thăng hoa đáng kể sau khi nâng cấp. Thu Trang thường chọn lối ăn mặc kín đáo, chính vì thế nhiều fan không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Thu Trang đăng tải ảnh mặc bikini trên trang cá nhân. Lần đầu tiên diện bikini táo bạo ở bể bơi, Thu Trang khiến người hâm mộ mắt chữ A miệng chữ O khi ngắm những hình ảnh này. Bạn trai đại gia nói gì khi thấy Hòa Minzy đang bị scandal bủa vây phải đóng cả Facebook? Dù là một ca sĩ nhận được nhiều thành công nhất định trong năm vừa qua, nhưng Hòa Minzy cũng sở hữu lượng gạch đá anti-fan chẳng kém. Những ngày qua, khán giả đã không ngừng xôn xao trước phản hồi của giọng ca nàng tiên cá khi được fan góp ý sau khi cô nhá hàng sản phẩm âm nhạc mới. Theo đó, khi khán giả bày tỏ, lúc ra mắt chính thức cứ để nguyên beat cao trào như thế này thì chắc chắn sẽ thành hit à, đừng đổi beat hay cắt xén gì nha à. Dù mong muốn này không có gì quá đáng, nhưng Hòa Minzy lại cực gắt. Lần thứ hai chị muốn nói với em đừng dạy bảo chị phải làm gì. Phản ứng này của cô đã khiến công chúng bày tỏ sự tức giận và cả thất vọng. Ngay khi đó, nữ ca sĩ lại tiếp tục đăng đàn, dòng trạng thái bày tỏ việc mình phải chịu áp lực vô hình trong suốt 5 năm tham gia nghệ thuật. Mấy hôm nay mọi người bảo Hòa bị điên, thực sự Hòa nghĩ đó là sự thật. Hòa thực sự bị điên rồi, dù Hòa nói gì thì cũng là ngụy biện dối trá. Nhưng những người duy nhất lúc này Hòa thực sự cần là fan. Hòa luôn yêu thương fan nhiều như thế nào các bạn biết mà đúng không? Hàng đêm, Hòa rất khó khăn mới vượt qua được nỗi sợ hãi. Bây giờ Hòa đang có thể bình tĩnh, nhưng không biết đêm nay sẽ ra sao. Nên đêm nào Hòa cũng cần người bên mình để kìm mình lại. Hãy hiểu và thông cảm cho tất cả những gì đang diễn ra. Những gì Hòa viết, Hòa không phải không như vậy. Hòa không mắc bệnh ngôi sao, Hòa không phải người xấu đâu. Làm ơn hãy tin Hòa. Giọng ca gốc Bắc Ninh bộc bạch. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Nghi vấn cô xóa gần 2.000 fan trong hội kín đã làm sự việc càng thêm cao trào. Không thể chịu đựng được những lời chỉ trích từ mọi người, cô quyết định đóng tất cả các trang mạng xã hội.
Giữa nhiều phản ứng trái chiều trên trang cá nhân, người yêu của nữ ca sĩ vừa chia sẻ một bài viết với tựa đề "Tôi cảm ơn sự cay nghiệt của người đời" và đi kèm là dòng trạng thái than vãn, nhanh thật U30 rồi. Dù chẳng công khai bất cứ điều gì, nhưng những lời vu vơ này của Minh Hải trong lúc người yêu gặp nạn cũng khiến cho khán giả hiểu rằng anh đang khéo léo an ủi người phụ nữ của mình. Sự có mặt của người yêu ngay lúc này sẽ khiến cho cô nàng cảm thấy an toàn và có người để che chở cho mình giữa bố rìu dư luận. Luôn áp lực phải làm thế nào để trở thành một nghệ sĩ thân thiện gần gũi, nhưng Hòa Minzy lại liên tiếp có những hành động trái ngược như thế này, càng làm cho các fan thêm đặt dấu chấm hỏi thắc mắc. Hy vọng cô sẽ bình tâm suy nghĩ lại tất thảy những điều đã xảy ra và nhất là các phát ngôn của mình. Đanh đá nổi tiếng truyền hình nhưng Hưng Hoa Hậu lại bị dàn nghệ sĩ chê vô duyên. Trường Giang Lâm Vĩ Dạ Harry Won dìm khiến Thúy Ngân sấp mặt khi lần đầu làm MC. Nổi tiếng với vai Hưng Hoa Hậu trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, diễn viên Thúy Ngân lại tiếp tục gây bất ngờ khi lần đầu làm MC trong một chương trình trên VTV3 mang tên Ô Hay Gì Thế Này và xuất hiện cùng hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ, Harry Won. Dù đanh đá nổi tiếng trong phim truyền hình, nhưng tại chương trình này Thúy Ngân lại bị các nghệ sĩ ăn hiếp. Những tưởng với khả năng tạo nghiệp liên hoàn, Thúy Ngân sẽ dễ dàng điều phối toàn bộ dàn nghệ sĩ lắm tài nhiều tật. Nhưng không, Hân của ngày xưa chết rồi và chỉ còn lại Thúy Ngân bánh bèo đáng thương tại chương trình. Lần đầu dẫn chương trình, Thúy Ngân đã bị bạn đồng hành Trường Giang trêu ghẹo. Khi ảo thuật gia BT Nguyễn cần tìm một gương mặt hỗ trợ, Trường Giang liền nhanh nhẩu, nếu tìm người vô duyên thì không cần nữa, rồi nhìn Thúy Ngân đứng kề bên. Ở tiểu phẩm khoa học hay ảo thuật, Thúy Ngân cố gắng tung hứng nhưng bị Lâm Vĩ Dạ trêu, bày đặt quăng miếng nữa hả. Bà xã Hướng Minh Đạt không ngần ngại dẫn lầy, khuyên Thúy Ngân đứng xa ra đi vì vô duyên nó lây lẹ lắm, khiến Thúy Ngân vừa tiêu nghĩu vừa buồn cười. Ngoài ra Thúy Ngân còn nhiều lần có những phát ngôn nũng nịu khiến Ellie Trần và Harry Won á khẩu toàn tập. Không biết ở những tập sau Thúy Ngân có được giải nghiệp và thể hiện được cá tính sắc sảo của mình hay không? Ngay từ tập đầu, chương trình đã gây choáng với dàn khách mời đông đảo như Lâm Khánh Chi, Huỳnh Lập, Ellie Trần, Quỳnh Anh Xin, Lê Dương Bảo Lâm, chị Cano Lê Nhân. Thân thiết với nhau là thế, nhưng giữa lúc Hòa Minzy lâm nạn, gia đình Hoa Dâm Bụt đang ở đâu? Gia đình Hoa Dâm Bụt luôn nổi tiếng là hội bạn thân lầy lội của làng giải trí. Thế mà giữa lúc Hòa Minzy đang đối mặt trước hàng loạt chỉ trích, thì Eric và Đức Phúc lại không hề lên tiếng bảo vệ người chị thân thiết của mình như nhiều người nghĩ. Có lẽ những ngày qua là thời gian đầy áp lực đối với Hòa Minzy khi nữ ca sĩ đang gánh chịu nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Thế nhưng, kể từ thời điểm scandal nổ ra, ngoài quản lý thì Hòa Minzy luôn phải một mình chống chọi trước mọi sức ép của dư luận mà không có bất cứ một nghệ sĩ đồng nghiệp thân thiết nào trong làng giải trí lên tiếng bảo vệ. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của Hòa Minzy. Bằng chứng là hình ảnh nữ ca sĩ dắt chó đi dạo đã cho thấy Hòa Minzy có nhiều biểu hiện cho thấy tâm trạng bất ổn. Giữa lúc Hòa Minzy đang phải đối mặt trước tâm bão dư luận, nhiều người đã tự hỏi gia đình Hoa Dâm Bụt đã ở đâu trong những ngày qua. Tại sao Đức Phúc và Eric vẫn luôn giữ thái độ im lặng trước vụ việc liên quan đến Hòa Minzy và không hề có động thái nào lên tiếng bảo vệ người chị thân thiết của mình trong làng giải trí? Gia đình Hoa Dâm Bụt còn 3 thành viên Hòa Minzy, Đức Phúc và Eric, cả 3 đều là những nghệ sĩ trẻ đầy tài năng trong làng giải trí. Hội bạn thân này luôn khiến khán giả bật cười vì những trò lầy lội và phát ngôn hài hước. Qua đó Hòa Minzy, Đức Phúc và Eric luôn chứng tỏ sự thân thiết trước truyền thông. Thế nhưng với sự thân thiết như thế này, giữa lúc Hòa Minzy đang phải một mình đối mặt với sức ép dư luận, cả hai người em của gia đình Hoa Dâm Bụt là Đức Phúc và Eric dường như vẫn bàng quang và không có động thái nào đứng lên bên vực người chị của mình. Thậm chí trong Hòa Minzy đã phải khóa Facebook. Vì không chịu nổi áp lực thì Đức Phúc và Eric vẫn vui vẻ chia sẻ những hình ảnh hoạt động giải trí và đời thường trên trang cá nhân. Những động thái của Đức Phúc và Eric trước vụ việc Hòa Minzy đang phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích khiến khán giả liên tưởng đến những hội bạn thân, thân ai nấy lo, thường thấy và mất dần niềm tin và tình bạn trong làng giải trí. Trước khi Dạ Gái thành công, BB Trần từng nam tính chẳng thua kém ai. Bỏ qua những hình ảnh nữ tính ở hiện tại, BB Trần cũng từng có những bộ hình cỡ trần để khoe vẻ nam tính.
Sở hữu khả năng diễn xuất và ngoại hình sáng, BB Trần nhận được cảm tình của khán giả qua hàng loạt MV Parodie hài hước. Điều đặc biệt hơn, các sản phẩm này đều do chính tay anh lên ý tưởng, làm đạo diễn kiêm cả nhân vật chính. Hiện tại anh là một gương mặt diễn viên hài trẻ sở hữu nhiều MV. Với lượt view khủng như Bao giờ lấy chồng, Nơi này có anh, Gửi người yêu cũ, Anh cứ đi đi, Ghen, Bùa yêu. Tuy nhiên, điều mà khiến tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả, làm tăng tần suất xuất hiện tại các chương trình truyền hình, một phần nào nhờ vào khả năng giả gái của mình. Đến hiện tại, các vai diễn của BB Trần hầu như đều gắn liền với hình ảnh mỹ nhân quyến rũ. Ngay cả trên sân khấu hay đi dự sự kiện, thì anh cũng luôn diện những bộ cánh đầy gợi cảm, không thua gì các người đẹp khác trong showbiz Việt. Mới đây nhất, nam diễn viên hài tự chủ động đào mộ lại hình ảnh của mình cách đây vài năm. Vẫn là một BB Trần nam tính mạnh mẽ, anh cũng có những bộ ảnh cởi trần, khoe body, không khác gì các nam thần của làng giải trí. Dù không sở hữu thân hình sáu múi, nhưng body cũng phần nào toát lên được vẻ săn chắc. Đến cả anh cũng phải tự thốt lên ai vậy trời trên trang cá nhân khi có dịp chia sẻ lại bức ảnh ở quá khứ. Các anh chị em nghệ sĩ cũng chỉ biết hoảng hốt khi thấy những khung ảnh trái ngược với hiện tại như thế này. Gần đây nhất khi chia sẻ với truyền thông, thì BB Trần cũng đã nói lý do mình sẽ không từ bỏ việc giả gái trong nghệ thuật. Tôi không hiểu sao nhưng từ khi mẹ mất, tôi giả gái ngày càng giống mẹ. Những người thân trong nhà tôi còn nói nhìn thấy tôi giả gái như nhìn thấy hình ảnh của mẹ. Tôi còn nghĩ đó là mẹ theo phù hộ cho mình, nên giả gái có nét giống mẹ. Đó là cái tôi nên giữ, vì tôi muốn giữ hình ảnh mẹ bên mình mãi, nên làm gì thì làm, tôi vẫn giả gái. Để hình ảnh của mình luôn đẹp và bắt mắt, BB Trần thường đầu tư rất kỹ lưỡng, chỉnh chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Đây cũng là cách mà anh tôn trọng khán giả cũng như ghi điểm hơn trong lòng người hâm mộ. Điều đó chứng tỏ qua việc giờ đây đã có một lượng khán giả ủng hộ hình ảnh giả gái của anh thông qua các sản phẩm nghệ thuật.